Chào mọi người, mình đến từ nhóm 3 lớp phương pháp nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh do cô Hạ Thị Thiều Giao làm giảng viên hướng dẫn. Hôm nay mình xin đại diện cho nhóm trình bày các nội dung của poster về đề cương nghiên cứu khoa học mà nhóm mình đã chuẩn bị. Trước khi tìm hiểu về poster, mình sẽ giới thiệu sơ về các thành viên của nhóm. Nhóm mình bao gồm bạn Tăng Khánh Nguyên là chủ nhiệm đề tài, các bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thu, Dương Thị Tuyết Phi, Trần Thị Thu Thoa, Phan Duy Khánh là các nhóm viên. Để có cái nhìn tổng quan về vấn đề nghiên cứu, mình sẽ tóm tắt ngắn gọn những nội dung chính cũng như phương pháp đã được nhóm mình sử dụng khi nghiên cứu và lý do thực hiện đề tài này. Về phần tóm tắt, nghiên cứu định lượng này là một bức tranh tổng quát về tình hình lương bình quân hàng tháng của nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố môi trường tác động lên chúng. Nghiên cứu gồm hai nội dung chính. Một là đưa ra được mô hình hồi quy đa biến với các hệ số hồi quy riêng với biến phụ thuộc trung tâm là tiền lương bình quân của nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng. Hai là thông qua mô hình phân tích được rõ ràng mức độ và cách thức tác động của các biến đồng lập đến biến phụ thuộc trung tâm. Thông qua việc tổng hợp số liệu dựa trên các lý thuyết của những nhà nghiên cứu trước, nghiên cứu này sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS phân tích 400 số liệu được thu thập và chọn lọc. Các yếu tố tiềm năng nhất được xem xét bao gồm trình độ học vấn, số tuổi, hình thức làm việc, toàn thời gian hay bán thời gian, số năm kinh nghiệm ở vị trí hiện tại, khu vực làm việc, giới tính và hôn nhân. Thông qua nghiên cứu này, nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng có thể xác định được các yếu tố tác động đến mức lương bình quân của họ, từ đó điều chỉnh ưu nhược điểm cá nhân để cải thiện mức lương bình quân, hoặc những sinh viên có mong muốn làm việc trong lĩnh vực này có thể lựa chọn được con đường đi phù hợp nhất với mình. Sau đây là tên đề tài của nhóm, Faster Affecting the Salary of Employees in the Banking Sector in Ho Chi Minh City. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trong lĩnh vực ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc lĩnh vực nghiên cứu Development Economics. Và tiếp theo là lý do tại sao nhóm mình lựa chọn thực hiện đề tài này. Ngày nay, các ngân hàng trong và ngoài nước mọc lên ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày một khắc nghiệt. Mấu chốt để một ngân hàng có thể tồn tại và phát triển chính là nguồn nhân lực của công ty. Một ngân hàng có phát triển mạnh hay không phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực mà họ có. Trong các yếu tố tác động đến nguồn nhân lực của ngân hàng thì yếu tố quan trọng nhất phải kể đến tiền lương nhân viên. Tại Điều 90 Bộ Luật Lao động 2012 ghi rõ, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do chính phủ quy định. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. Người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau. Một doanh nghiệp khi phân tích, tính toán để trả lương cho nhân viên đúng đắn sẽ tác động tích cực đến nhân viên phát huy hết năng lực để cống hiến cho công ty. Bên cạnh đó, tiền lương trả cho nhân viên cũng là một loại chi phí trong doanh nghiệp, vậy nên cần phải tính toán, cân nhắc để vừa đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho nhân viên, vừa đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhận thấy được sự quan trọng này nên nhóm 3 chọn đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trong lĩnh vực ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sơ khảo về các nghiên cứu trước thì Minsher năm 1974 cho rằng tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm thị trường việc làm, chuyên môn và nền tảng nghề nghiệp là các yếu tố có ý nghĩa có thể giải thích một phần của chênh lệch lương hiện có giữa các cá nhân. Tuy nhiên, có nhiều sự bất đồng về tầm quan trọng tương đối của từng biến này đối với thu nhập. Ngoài ra, Philippon và Brasher năm 2007 đã thấy rằng tiền lương của người lao động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽ tăng nhanh hơn nhiều bằng cách làm tăng giá trị gia tăng của người lao động. Việc tăng mức lương tương đối có thể phản ánh các lực lượng kinh tế khác nhau. Sự khác biệt về tiền lương phản ánh sự khác biệt về vốn nhân lực và sự bất đồng trong công việc. Do đó, bước tiếp theo là điều tra giáo dục nhân viên trong ngành tài chính ngân hàng. Dựa trên các lý thuyết và kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, nhóm 3 sẽ tiếp tục kế thừa và nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố
có ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động trong lĩnh vực ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của bài nghiên cứu này chính là xác định và phân tích các yếu tố có tác động đến tiền lương của người lao động trong lĩnh vực ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đề xuất các phương án nhằm cải thiện và nâng cao mức thu nhập cho người lao động ở lĩnh vực này trong thời gian tới. Và thứ hai là sẽ trả lời được 3 câu hỏi mà nhóm 3 đưa ra nghiên cứu ban đầu. Thứ nhất, liệu trình độ giữa các nhân viên có tác động như thế nào đến tiền lương của họ? Và nếu có thì nó tác động như thế nào? Thứ hai, thâm niên làm việc có thật sự ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động? Và thứ ba, mức độ phức tạp của công việc có ảnh hưởng đến tiền lương? Bởi vì đối với một công việc phức tạp phải đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc. Về phương pháp nghiên cứu, nhóm 3 sử dụng phương pháp thu thập số liệu, tổng hợp và phân tích bằng mô hình. Lấy dữ liệu của 400 người lao động làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, rải đều ở các quận nội thành cũng như ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh bằng bảng câu hỏi khảo sát, nhằm định trước các yếu tố có thể đưa vào mô hình nghiên cứu, sau đó bắt đầu xây dựng mô hình nghiên cứu sơ bộ. Tiếp theo là sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu thu thập được đưa vào mô hình nghiên cứu chính thức, sử dụng phần mềm quản lý, thống kê, phân tích và cho ra kết quả về chiều tác động, mức độ tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Mô hình nghiên cứu được vận dụng ở đây chính là mô hình OLF, phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường. Sau quá trình khảo sát, nhóm đưa ra được mô hình nghiên cứu với một biến phụ thuộc và các biến độc lập như sau. Biến phụ thuộc là logarit thu nhập trung bình theo tháng của người lao động nhận được từ công việc chính đang làm trong lĩnh vực ngân hàng. Biến độc lập gồm các biến. Biến thứ nhất, education, số năm đi học của người lao động, tác động cùng chiều với thu nhập. Biến số 2, số tuổi, tác động cùng chiều đến với thu nhập. Biến số 3, full time, giá trị full time bằng 1 nếu làm việc toàn thời gian, bằng 0 nếu làm việc bán thời gian, tác động cùng chiều với thu nhập. Biến số 4, experience, số năm kinh nghiệm làm việc đối với công việc hiện tại, tác động cùng chiều với thu nhập. Biến số 5, urban, biến giả nơi làm việc, giá trị bằng 1 nếu ở khu vực nội thành, bằng 0 nếu ở khu vực ngoại thành, tác động cùng chiều với thu nhập. Biến số 6, sex, biến giả giới tính, giá trị bằng 1 nếu là nữ, bằng 0 nếu là nam, tác động ngược chiều với thu nhập. Biến số 7, merit, biến giả về tình trạng hôn nhân, bằng 1 nếu đã kết hôn, bằng 0 nếu chưa kết hôn, tác động cùng chiều với thu nhập. Biến số 8, position, chức vụ làm việc, giá trị bằng 1 nếu là chức vụ quản lý, bằng 0 nếu chức vụ là nhân viên, tác động cùng chiều với thu nhập. UI, đại diện cho các biến khác tác động đến tiền lương. Bài nghiên cứu của nhóm đã làm rõ mức độ tác động của các yếu tố như độ tuổi, kinh nghiệm làm việc đến tiền lương bình quân ngành ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó cũng cho ta thấy mức độ ảnh hưởng của tiền lương với các vấn đề khác trong xã hội. Đồng thời, ngân hàng cũng là một ngành dịch vụ, đòi hỏi trình độ nhân lực đặc biệt chuyên nghiệp, cần phải chú trọng về vấn đề lương bổng để phát huy năng lực của lao động và tối thiểu hóa chi phí kinh doanh. Đóng góp của nghiên cứu. Thông qua kết quả nghiên cứu đã giúp ta xác định được số liệu chính xác, từ đó phân chia thành các nhóm với mức thu nhập khác nhau như mức thu nhập thấp, mức thu nhập trung bình và mức thu nhập cao, và cũng xác định được công thức tính toán thu nhập của lao động có tính thực tiễn cao, giúp nhân viên có thể xác định được các yếu tố tác động đến tiền lương của họ, từ đó có thể dễ dàng điều chỉnh và cải thiện mức thu nhập bình quân. Đồng thời, làm tư liệu tham khảo cho các ngân hàng để xây dựng chính sách lương hợp lý và đúng đắn. Và phần nội dung đề cương nhóm 3 đến đây xin được phép tạm dừng. Trước khi kết thúc, nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Hà Thị Thiều Giao đã trang bị đầy đủ những kiến thức căn bản về phương pháp nghiên cứu khoa học để nhóm có thể hoàn thành đề cương này. Nhóm nghiên cứu cũng chân thành cảm ơn các khán thính giả đã dành thời gian quý báu của mình để quan tâm và theo dõi phần thuyết trình.
tập thể nhóm xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.